Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định chấp thuận đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích là 30.000 30 m2. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mục đích sử dụng các khu đất là đất ở tại đô thị, khu nhà ở chung cư hỗn hợp kết hợp chức năng thương mại dịch vụ. Hình thức sử dụng là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm tính từ thời điểm có hiệu lực của quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài